Sau khi xem xong video này, bạn sẽ biết hai thứ. Thứ nhất là biết cách mô phỏng mạch tăng áp, hay còn gọi là mạch boost ở trên phần mềm mô phỏng PSim. Và cái số 2, bạn sẽ biết cách tính chọn các linh kiện phù hợp với mạch. Chúng ta hãy cùng bắt đầu luôn. Đầu tiên chúng ta cần phải tính duty cycle, tức là một cái chu kỳ nhiệm vụ, sẽ dùng công thức là 1 trừ Vin trên Vout. Trong bài này, Vin là bằng 12V DC và Vout mình muốn nó chạy ra bằng 24V. Vậy thì chu kỳ nhiệm vụ sẽ bằng 1 trừ 12 trên 24 và sẽ bằng 0,5. Và chúng ta cũng sẽ chọn được F sẽ bằng 10 kHz. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào mô phỏng. Như các bạn đã biết, mạch mô phỏng boost sẽ gồm có một nguồn đây, một cuộn cảm, một diốt, một MOSFET, một tụ C, một điện trở. Còn đây là mạch điều khiển. Để điều khiển con MOSFET này thì chúng ta sẽ cần phải dùng đến một cái điều khiển đóng mở, on off switch controller. Và chúng ta sẽ phải nối một khối so sánh. Hai chân của nối so sánh, khối so sánh chúng ta sẽ nối một nguồn DC và một sóng nguồn hình sin như thế này. Để con diode thì làm sao để tính được các thông số như bài này, thì mình sẽ mở cho các bạn xem các file để có thể tính. Sau khi đã có duty cycle thì chúng ta sẽ bắt đầu đi tính vào các linh kiện C và R. Ở đây trong bài này mình chọn R tải sẽ bằng 100 ohm và dòng qua tải thì nó sẽ bằng 0,24 ampere. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào tính toán. Đầu tiên là mình sẽ tính toán cuộn cảm trước. Sử dụng các công thức này, L min bằng này như này, các bạn có thể nhìn thấy ở trên đây, thì mình sẽ tính được ra là 625 microfarad là L min. Dòng trung bình qua cuộn cảm IL sẽ dùng bằng công thức này và sẽ ra 0,48 ampere. Để cho mạch hoạt động tốt thì chọn cuộn cảm sẽ phải luôn luôn có giá trị lớn hơn là 625 như đã tính L min, nên mình chọn bằng 700 micro Henry và chọn dòng điện cực đại qua cuộn cảm bằng 3A. Đây, 700U đây. 700U Henry đây. Tiếp theo tính tụ lọc C thì các bạn cũng có thể thấy ở công thức này, mình sẽ dùng cái công thức này C min đây và sẽ ra 25 microfarad. Chúng ta sẽ luôn luôn chọn cái giá trị cho nó cao hơn lên trên. Tại vì cái tụ này nó để dùng để lọc nên là cứ cho cao cái giá trị hơn lên cũng không có vấn đề gì đâu. Và ở đây trong bài của bọn mình đã chọn tụ 470 microfarad và chịu được điện áp lên tới 50V. Tại sao chọn cao như thế này? Tại vì cái này trong cái mạch boost áp ấy, cái này nó chỉ có mang nghĩa là lọc lọc thôi, nên là cứ chọn cao lên nó cũng không sao cả. Bây giờ dòng qua diode thì sẽ dùng cái công thức như thế này, ra là 12 mA. Dòng định qua diode đây, công thức như thế này, thì ta cũng sẽ chọn được loại diode. Còn đây là cái tính MOSFET của bọn mình. Đấy, cái này cũng không quá quan trọng. Đó, thì các bạn sẽ biết được các công thức để tính C này. Ok, tính L này. Và chọn được cái D này. Chọn được cả con MOSFET này. Còn cái R này mình chọn từ trước rồi nhá. Bây giờ mình sẽ tiến hành mô phỏng. Điện áp đầu ra mình hướng đến là 24V. Và bây giờ chúng ta hãy xem nó có đúng như mình mong muốn hay không. Đây các bạn thể thấy đường 24 đây. Đây là mạch boost áp nên là nó sẽ có cái sự nhảy lên nhảy xuống này.
Đó, nó cũng chỉ chạy dao động xung quanh cái số 24 thôi. Thì có thể đánh giá được đây là một hệ cái mạch của mình làm là đúng. Thì còn về cái điện áp này, đây này các bạn nhìn thấy đây là đường 50V này. Các thiết bị mình đều chọn trên 50V để khi mà lúc mà mới mới cho nguồn vào ấy, nó sẽ bị vọt lên như thế này thì nó sẽ không bị cháy các thiết bị của bạn. Rồi. Và video này đã kết thúc. Qua video thì bạn đã biết được cách mô phỏng mạch tăng áp, mạch boost trên PSim bằng các khối như thế này, nối như mình đã nối. Và các bạn cũng biết được cách cách tính toán làm sao để chọn các linh kiện phù hợp và các công thức mình đưa ra mình nghĩ là nó cũng khá là rõ ràng. Giờ mình sẽ cho các bạn xem, trước khi kết thúc video thì cho các bạn xem cái dòng y này nhé, cho nó đầy đủ. Các bạn có thể thấy là y này nó rơi vào khoảng 0,24, đúng như cái mà mình chọn và tính. Rồi, video đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video hay và có ích cho công việc học tập của bạn thì đừng quên đăng ký, vì mình sẽ còn ra rất nhiều các video khác mà có thể là bạn sẽ quan tâm ấy. Xin chào.